Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi năm 2025 năm Ất Tỵ của những người tuổi Ất Dậu, sinh năm 1945, nữ mạng. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, cái năm 2024 ấy, năm Giáp Thìn là một cái năm mà cũng khá là may mắn về cả tài vận lẫn sự nghiệp của những người tuổi Ất Dậu. Đặc biệt là sức khỏe trong năm ấy thì cũng sẽ được tốt, đúng không ạ? Và bước sang năm 2025 năm Ất Tỵ lại là một cái năm mà lại được cục diện là tam hợp với Thái Tuế nó nâng đỡ nữa. Nên là cái vận trình của những người tuổi Ất Dậu, nữ mạng, nói chung sẽ gặp khá nhiều cái may mắn, tài lộc thì hanh thông. Vậy thì trong năm 2025 năm Ất Tỵ, cái vận thế của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng sẽ ra sao? Cát hung thế nào? Và có những cái điều gì khiến cho quý vị cần phải lưu tâm trong cái thời gian này? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia tử vi tâm linh học đấy, thì trong cái số lục thập hoa giáp, những người tuổi Ất Dậu nữ mạng sinh năm 1945 ấy, thì sinh ra nói chung ấy, cũng đã phải vất vả khắc khổ hơn là những người khác. Tuổi trẻ thì khá là vất vả lận đận, vận đen thì nó liên tục đeo bám, nhiều lần thì cũng phải rơi vào cái bế tắc, cứ tưởng là buông xuôi số phận nhục nhã. Nói chung ấy, cả đời thì cũng không thể gì, cứ nghĩ mình là khó có thể phấn đấu lên được. Nhưng vì những người tuổi Ất Dậu nữ mạng này với cái tính cách chân thực, ăn ở lại hiền lương, cuộc đời thì sau 40 tuổi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, được quý nhân phù trợ. Về trung vận thì và hậu vận khá là sung túc, con cháu thì đủ đầy, gia đạo thì an yên, an vui. Và cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì được dự đoán là một cái năm bình ổn may mắn với những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng. Cục diện bình hòa xuyên suốt tạo cái vận khí ổn định, giúp cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy, nói chung ấy, sẽ cân bằng được cái chi tiêu tài chính và cái sức khỏe cũng được ổn định hơn. Và để biết rõ hơn cái vận trình năm 2025 năm Ất Tỵ thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng luận giải chi tiết về cái lá số tử vi của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng nhé. Thưa quý vị, năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu được cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Vậy nên trong cái thời gian này được cục diện tam hợp nó tương trợ, nó giúp đỡ, nên đây cũng là một cái thời điểm khá là may mắn thuận lợi cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Vì thế, để gia tăng cái vận thế của mình thì những gia chủ tuổi Ất Dậu 1945 nữ mạng này, quý vị hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế để được Thái Tuế tương trợ giúp đỡ, giúp cho vận trình năm nó được suôn sẻ, hanh thông và thuận lợi. Đấy. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái kim bài Thái Tuế mang lại cái may mắn tài lộc trong năm nhé. Thưa quý vị, bên cạnh đó thì chúng ta biết ấy, những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong năm 2025, đây là một cái năm cũng được khá nhiều cái cát tinh nó soi chiếu đấy. Chúng ta biết những người tuổi Ất Dậu là những người sinh năm 1945, người này có thiên can là Ất, có địa chi là Dậu, người này có lá số là âm nữ này, âm nữ đó, có ngũ hành bản mệnh là Tuyền Trung Thủy, có cung mệnh là cung Khảm thuộc Thủy, được gọi là sướng ngọ chi kê, có nghĩa là gà gáy chưa, có xương con gà, tướng tinh con cua, con nhà hắc đế, tử tánh, phú quý. Những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng thì chúng ta có thiên can là Ất, đúng không? Thiên can Ất gặp địa chi là Dậu, Ất Mộc gặp Dậu Kim đấy. Nói chung đấy, kim khắc mộc đấy, tức là chi khắc can. Những người tuổi Ất Dậu thuộc lứa tuổi có nhiều cái trở lực, trở ngại và cái nghịch cảnh ở thời tiền vận, trung vận và hậu vận thì họ sẽ an nhàn và thảnh thơi hơn. Nhờ đó âm nó trung hòa và gì cái độ khắc giữa cái thiên can địa chi nó cũng sẽ gì tạo ra một cái sự phấn đấu của bản thân để vươn lên vượt mọi cái chông gai, mọi cái khó khăn. Thưa quý vị, những người tuổi nữ mệnh tuổi Ất Dậu thì nhiều người cho rằng chỉ cần dành dụm được nhiều thì cuộc sống về già mới có thể là được tự do sung túc, mà quên mất rằng không có sức khỏe thì cái đồng tiền kiếm được nó trở nên vô nghĩa. Ở đời quan trọng nhất là phải có sức khỏe. Bởi vì con người sống là còn có hy vọng, có sức khỏe thì có tất cả. Nếu mà chỉ có tiền bạc và địa vị mà không có sức khỏe thì cái cơ hội nó cũng sẽ mất đi. Tất cả cũng chỉ là vô nghĩa. Khi về già thì bản mệnh lại càng quý trọng cái sức khỏe của mình hơn. Tuổi tác càng cao thì cơ thể càng yếu. Bởi vậy, ở cái độ tuổi 81 thì nói chung ấy, điều mà quý vị quan tâm nhất vẫn là sức khỏe của bản thân và được gì quây quần bên con cháu nhiều hơn là cái tiền bạc công danh sự nghiệp. Quý vị thân mến, sau đây chúng ta cùng xét về cái mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành để chúng ta cùng luận đoán chi tiết về cái vận thế của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng nhé.
Thì trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì chúng ta có gì? Có thiên can là Ất đúng không ạ? Chúng ta có Ất gặp Ất thì nó là bình hòa, nó là gì? Ất gặp Ất thì nó là Tỷ Kiên. Tỷ Kiên. Nói chung ấy, Tỷ Kiên nó cũng đưa ra những cái tin không tốt đối với những người tuổi Ất Dậu. Gia chủ thường tự cô lập bản thân với mọi người nên đời sống tinh thần thì cũng không được vui vẻ cho mấy. Quý vị hay suy nghĩ rìa nhiều nên là rất dễ nảy sinh ra các bệnh tật, đặc biệt là tâm bệnh. Cái năm 2025 năm Ất Tỵ này thì quý vị nên chú ý nhiều hơn về các mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Quý vị hãy tạo dựng những cái mối quan hệ tốt đẹp với con cháu, với hàng xóm láng giềng để gì? Để được hưởng vui vẻ, hạnh phúc, tận hưởng cái tuổi già của mình. Đó. Xét về cái mối quan hệ địa chi thì chúng ta có Dậu gặp Tỵ, đúng không? Tỵ gặp Dậu nó là cục diện tam hợp. Thì được cục diện tam hợp Thái Tuế nó tương trợ, nó giúp đỡ. Vậy nên các phương diện trong năm thì nhìn chung là khá là bình ổn. Những người tuổi Ất Dậu, nữ mạng ấy, thì có tâm lý là buông xả, không ôm đồm mọi việc. Vậy nên là gì? Quý vị sẽ sống chủ yếu cho bản thân. Và trong thời gian này thì các mối quan hệ nó cũng hài hòa, tốt đẹp. Cũng được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Nên là có khó khăn, có trắc trở gì thì cũng sẽ dễ dàng được giải quyết. Đó. Thưa quý vị, chúng ta biết trong năm 2025, năm Ất Tỵ thì xét về cái mối quan hệ địa chi đúng không? Thiên can ẩn tàng. Thì chúng ta có địa chi Tỵ. Địa chi Tỵ nó sẽ ẩn tàng ba thiên can là Bính, Mậu và Canh. Đó. Chúng ta có Ất gặp Bính thì nó là Thương Quan. Đó. Ất gặp Mậu thì nó là Chính Tài và Ất gặp Canh thì nó là Chính Quan. Đó. Như vậy là gì? Trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì vẫn có những cái cát tinh như là Chính Quan và Chính Tài nó tương trợ giúp đỡ. Bên cạnh đó nó có cái hung tinh Thương Quan. Đó. Nói chung ấy, trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ thì Ất gặp Bính là Thương Quan thì bị Thương Quan lâm vận ấy, nên là công việc của những người tuổi Ất Dậu sẽ trở nên khó khăn hơn. Các mối quan hệ cũng trở nên có nhiều cái lục đục và trong thời gian này quý vị cũng cần phải lo nghĩ nhiều nên là cũng khó giữ gìn được cái sức khỏe của mình đấy. Quý vị hãy nên gì, buông xả bản thân, đừng có nghĩ ngợi quá nhiều. Cái tuổi này rồi thì cũng không nên lo lắng về công việc sự nghiệp quá, tiền bạc cũng đừng nên lưu tâm quá, mà tập trung giữ gìn cái sức khỏe của mình, luyện tập thể dục thể thao một cách đều đặn và gì, tận hưởng nốt cái tuổi già bên con cháu. Bên cạnh đó thì trong năm cũng may mắn là được gì, Ất gặp Mậu thì nó là Chính Tài, được Chính Tài nâng đỡ nên là các bác nào vẫn còn đang làm ăn kinh doanh hoặc đang trợ giúp con cháu ấy, thì cũng vẫn túc tắc có tiền nhé, vẫn túc tắc có tiền, vẫn có được cái lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên là tiền bạc cũng không phải là vấn đề mà các bác phải suy nghĩ quá nhiều. Thêm nữa chúng ta có Ất gặp Canh thì nó là Chính Quan, cái Chính Quan nó nâng đỡ nên là nó cũng nói lên rằng là gì, thời gian này các bác cũng có nhiều cái mối quan hệ tốt và có thể là gì, là chỗ dựa cho con cháu cũng như là gì, có được cái tiếng nói ở cái gia đình cũng như là gì trong các mối quan hệ khác. Đó. Vậy nên trong thời gian này thì để hóa giải cái Tỷ Kiên, cái Thương Quan và để tăng cường cái Chính Tài và cái Chính Quan ấy, thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng. Đó. Đó là về cái âm dương ngũ hành, đúng không? Và các mối quan hệ thiên can địa chi. Tiếp theo chúng ta cùng xét về cái hệ thống sao hạn của năm. Thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng, năm nay là 81 tuổi. 81 tuổi thì gặp cái sao Thủy Diệu, đúng không? Gặp cái sao hạn là sao Thủy Diệu và gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận. Những người tuổi Ất Dậu thì năm nay không bị phạm tam tai nhé, không bị phạm tam tai. Thưa quý vị, nói chung ấy, năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu thì là 81 tuổi, đúng không ạ? Gặp sao Thủy Diệu. Thì quý vị biết ấy, sao Thủy Diệu hay còn gọi là cái Thủy Đức Tinh Quân. Nó chủ về gặp cái đại hạn đi xa. Chủ về gặp đại hạn. Nhưng mà đi xa thì có của. Cái sao Thủy Diệu nó là cái sao phúc lộc nhưng lại là sao xấu với nữ. Gặp cái sao này chiếu mệnh thì những gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng ấy nói chung là năm nay cũng không được tốt. Dễ gặp cái nạn liên quan đến sông nước. Dễ gặp những điều tiếng thị phi. Đó. Vậy nên trong thời gian này thì quý vị cũng cần phải cẩn trọng trong cái lời ăn tiếng nói hàng ngày. Tuyệt đối không nên để xảy ra những cái tranh chấp hay là cãi cọ mà chỉ dẫn thiệt thân mà thôi. Và cái sao này, sao Thủy Diệu nó xấu nhất vào cái hai tháng, đó là tháng 4 và tháng 8 lịch. Tháng 4 là tháng Tân Tỵ và tháng 8 là tháng Ất Dậu. Đây là hai tháng xấu nhé, mà quý vị cần phải lưu tâm. Xét về cái hạn năm thì ở 81 tuổi đúng không? 81 tuổi nữ mạng thì gặp cái hạn năm là cái hạn toán tận. Các cụ nói là gì, toán tận vận đến thỉnh lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Cái hạn toán tận thì nó chủ về cái chuyện tiền bạc, cẩn thận gặp hao tài tốn của hay là ngộ độc đấy.
Các cụ người xưa vẫn có câu thơ diễn tả về cái hạn toán tận như là gì? Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Như vậy cái hạn này nó xấu với nam hơn là với nữ. Nó thường xảy ra những cái tai nạn đột ngột, bất khả kháng, cũng rất khó có thể đề phòng đấy, và ứng phó được. Tuy vậy, những người tuổi Ất Dậu nữ mạng ấy, thì năm nay cái hạn này gặp cái hạn này cũng cần phải hết sức lưu tâm và chú ý. Đây là một cái hạn lớn, gây ra cái thiệt hại nặng nề về tiền bạc, tài sản, sức khỏe cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia chủ cần phải hết sức lưu ý. Vốn cái toán tận nó là cái đại hạn chủ về cái tài sản, tiêu hao tài sản và không thể dự tính được trước. Và để tránh gặp những tác động xấu thì quý vị gì mỗi khi đi ra ngoài tốt nhất là cũng gì nên mang không nên mang theo quá nhiều cái đồ đạc tiền của. Chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu là được, tránh bị cướp giật hoặc là tránh bị gì mất mát một cách oan uổng. Bên cạnh đó thì để hóa giải cái sao thủy rượu nó xấu vào tháng 4, tháng 8 cũng như là để hóa giải cái hạn năm là cái hạn toán tận ấy, thì những người tuổi Ất Dậu nữ mạng quý vị hãy luôn nhớ nhá, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Mặt trước nó có chữ vạn của nhà Phật, đúng không ạ? Tượng trưng cho vạn điều may mắn, vạn sự cát tường. Mặt sau là chữ phúc để tăng cường phúc đức của gia tiên mà mang lại cái may mắn. Đặc biệt năm Ất Tỵ là cái năm công ngũ hành là phúc đăng hỏa, đó, tức là ngọn lửa trên bàn thờ đấy. Thì với cái hình tượng là cái viên ruby này, ruby đỏ là cái hình tượng ngọn lửa, đó. Vậy nên nó cũng sẽ mang lại cái may mắn, tài lộc đấy, nhờ cái phúc phần của gia tiên. Bên cạnh đó, đây là cái đá ruby này là một cái loại đá có mang cái năng lượng dương cao. Vì vậy khi mang theo bên mình nó sẽ giúp gia chủ tăng cường được sức khỏe, tăng cường được may mắn về vận trình tiền bạc tài lộc. Hơn nữa, vật phẩm Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng. Thưa quý vị, trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 ấy, lại có lưu niên quan phủ và phi liêm nó nhập mệnh. Nó báo hiệu tình trạng sức khỏe của gia chủ nói chung ấy, không được suôn sẻ và không được tốt lành cho lắm. Tuổi tác thì càng cao thì cái phương diện sức khỏe còn không được đảm bảo và nó càng ngày gì càng yếu. Và các bác cũng cảm nhận rõ cái điều này đúng không ạ? Vậy nên những người tuổi Ất Dậu cần phải rèn luyện thể dục thể thao. Các bác có thể tham gia vào những câu lạc bộ của người cao tuổi ấy. Thứ nhất là để gì? Để tăng cường cái sức khỏe của mình. Thứ hai là để có cái không gian kết nối để tạo ra những câu chuyện đấy và có được cái tập thể để mình sinh hoạt. Từ đó cũng sẽ gì? Giúp cho tinh thần được thoải mái phấn chấn hơn thì sức khỏe nó cũng được cải thiện đáng kể. Ở trong thời gian này thì các bác cũng cần phải duy trì cái tinh thần vui vẻ. Ở tuổi này thì nó đừng có để đau ốm thường xuyên, vì gì? Nó càng đau ốm nhiều thì càng hại đến bản thân. Thưa quý vị, như vậy là gì? Trong năm 2025 năm Ất Tỵ thì xét về các mối quan hệ thiên can địa chi âm dương ngũ hành thì trong năm nay nó báo hiệu một năm những người tuổi Ất Dậu có gia đạo khá là bình yên, trong ấm ngoài êm. Duy chỉ có vấn đề sức khỏe là các bác cần phải lưu tâm, bởi vì gì? Ở cái tuổi này thì không tránh khỏi cái chuyện ốm đau bệnh tật. Sức khỏe là cái tài sản vô giá quyết định cái độ hạnh phúc của tuổi già. Có thể thấy cái việc chăm chỉ rèn luyện thể dục thể thao ấy, chăm sóc sức khỏe chính là cách đối xử tốt nhất với bản thân, mà còn là cách gì để gì giúp đỡ mọi người trong gia đình và xã hội nữa. Nếu mà có sức khỏe tốt thì gia chủ sẽ giữ được cái thế chủ động trong cuộc sống, không cần phải phụ thuộc quá nhiều cái sự giúp đỡ của con cái hay là những người thân. Hơn nữa, thể chất tốt nó cũng góp phần cải thiện cái sức khỏe tinh thần. Đấy, ngoài thể chất nó bị giảm sút thì sức khỏe tinh thần ở độ tuổi này thì cũng cần phải được quan tâm. Quý vị hãy tự tạo cái thói quen tìm kiếm cho mình những cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống sẽ giúp cho tâm trạng được thoải mái hơn. Tuổi Ất Dậu nữ mạng hãy dành thời gian này để cảm nhận từng khoảnh khắc gia đình sum vầy. Bên cạnh đó, trò chuyện và chia sẻ với những người thân, duy trì cái tình cảm gia đình gắn kết sẽ được gì ươm mầm cho cái cảm giác bình yên hạnh phúc của tuổi già đó. Thưa quý vị, đó là vận trình tổng quan của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong cái năm 2025 năm Ất Tỵ. Và bây giờ Tử Thông cũng sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, chúng ta sẽ xét chi tiết từng tháng nhé. Thì đầu tiên chúng ta xét là tháng riêng. Tháng riêng đó là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần ấy, thì đây là một cái tháng mà gì có cái lưu niên nó lâm vào đất tuyệt. Lưu niên lâm đất tuyệt. Vậy nên nó sẽ trực tiếp tác động đến bản mệnh. Những gia chủ tuổi Ất Dậu có thể là cảm thấy nhiều cái việc đang nó lâm vào cái bế tắc. Đang làm thì nó gặp nhiều cái sự cố bất ngờ nó xảy ra, khiến cho gia chủ phải mất rất nhiều thời gian để mà ứng phó. Lại có cả hung tinh, kình dương
Đó, và gì kình dương nó án ngữ nữa. Nên là chủ về cái tai họa thương tật ở trong tháng này, những gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng cần phải hết sức trong vấn đề đi lại. May mắn là trong tháng này lại có gì phúc đức thiên đức và cái sao lực sĩ, nên là sức khỏe thì quý vị nó cũng sẽ được hóa giải phần nào. Chỉ cần quý vị chú ý đi lại đấy, và tránh cái họa huyết quan là sẽ được ổn thỏa. Thêm nữa, cái sao thiên đức và cái sao phúc đức trong tháng riêng ấy thì nó cũng báo hiệu là cuộc sống của những người tuổi Ất Dậu nữ mạng có phần là may mắn hạnh phúc, ít có chuyện hung hiểm, đấy, gặp hung thì hóa cát, và gì như là có gì có một vị thần hộ mệnh ở bên cạnh. Nói chung ấy, với những người tuổi Ất Dậu thì cái tháng này là một cái tháng khá là tốt nhé, khá là tốt. Đó. Tiếp theo chúng ta xem tháng 2 âm lịch, nó là tháng Kỷ Mão. Tháng Kỷ Mão thì có cục diện Mão Dậu tương xung, đấy. Nói chung ấy, cái cục diện tương xung này nó cũng mang lại nhiều cái khó khăn, nhiều cái trắc trở, thị phi, tai ách cho những người tuổi Ất Dậu 1945. Thêm nữa lại có lưu niên thai nó nhập mệnh, lại lưu niên thai nó nhập mệnh. Vậy nên nó cũng sẽ tác động rất nhiều đến gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng. Quý vị cần phải cẩn trọng, không nên tin lời đồn thổi thị phi mà rước bực vào người. Nhất là khi đưa ra quyết định làm việc ấy, đặc biệt là những việc đầu tư đưa tiền bạc ra ấy, thì cần phải kiểm chứng rõ ràng, kẻo rơi vào bẫy của kẻ xấu. Thêm vào nữa, trong tháng này thì sức khỏe của gia chủ không tốt, do là gì? Chúng ta có Mão Mộc gặp Dậu Kim, Kim Mộc là xung khắc. Nói chung là sức khỏe nó bị giảm sút, lại các mối quan hệ thì nó cũng gì gặp nhiều cái trắc trở, xung khắc. Thậm chí là gì nó có những cái căn bệnh dai dẳng đấy. Vậy nên là gì khó có thể là bình yên được. Nhưng mà may mắn ấy thì lại có cái liên lộc tồn, nó báo hiệu là tháng này cũng có lộc này, và nó có thêm cái liên bác sĩ, nên nó cũng hóa giải phần nào những cái khó khăn về bệnh tật. Đấy, sức khỏe thì gì nếu có gặp vấn đề gì thì cũng sẽ được gì cũng sẽ được gì sớm chữa khỏi. Nói chung ấy, cái tháng này là một cái tháng mà những người tuổi Ất Dậu cần phải lưu tâm nhé, lưu tâm đặc biệt là vấn đề sức khỏe của mình. Sức khỏe là cái vấn đề quan tâm hàng đầu. Tiếp đến chúng ta xét đến tháng 3 là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn chúng ta có Thìn Dậu nhị hợp, đúng không ạ? Cái cục diện lục hợp này nó cũng sẽ mang lại nhiều cái mối quan hệ tốt lành, may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó lại gì được cái quý nhân tương trợ giúp đỡ, nên là ấy, trong thời gian này quý vị sẽ gặp được nhiều chuyện hanh thông thuận lợi. Thêm nữa lại có lưu niên nó làm đất dưỡng, đấy. Nó cho thấy là bản mệnh thì là một người rất là nhiệt huyết, cẩn thận. Tuy nhiên, cái thái độ cứng nhắc, thiếu cởi mở trong cái thời gian này cũng có thể khiến cho các mối quan hệ của những người tuổi Ất Dậu cùng những thành viên trong gia đình lại đôi khi có sự căng thẳng. Bên cạnh đó lại có thêm hung tinh là Đà La. Đà La nó cản trở nữa. Nó sẽ gây tổn thất khá là lớn cho những người tuổi Ất Dậu trên cái phương diện, đặc biệt là sức khỏe và tinh thần. Đó. Tinh thần của quý vị thì cũng không được tốt. Đôi khi sẽ cảm thấy buồn lòng về một số chuyện đã qua. Quý vị hãy nhanh chóng thoát khỏi cái cảm giác bức xúc đó ngay. Quý vị nên nhớ là gì không nên âu sầu và lo lắng vì những cái chuyện đã qua. Tinh thần thoải mái thì quý vị mới có được cái sức khỏe tốt. Thêm nữa, lại cái thêm cái lưu niên quan phủ và cái trực phù nữa. Đấy. Vậy nên cũng nhắc nhở những người tuổi Ất Dậu trong cái tháng 3 âm lịch ấy, thì cũng cần phải chú ý liên quan đến cái chuyện pháp luật công quyền. Đó. Hoặc là ký cá giấy tờ cũng cần phải hết sức lưu tâm. Đó. Nhưng mà tổng quan lại cái tháng 3 này thì cũng là một cái tháng cũng khá là may mắn ấy, khá là may mắn. Đó, đây cũng là một cái tháng tốt. Đấy, quý vị chỉ phải chú ý về sức khỏe thôi nhá. Ở cái tuổi này chủ yếu là sức khỏe, đấy, có sức khỏe là có tất cả. Quý vị không cần phải lo lắng quá nhiều về chuyện tiền bạc hay là gì, hay là cái chuyện là tiền bạc hay là cái công danh sự nghiệp nữa. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 4 là tháng Tân Tỵ. Tháng Tân Tỵ thì chúng ta cục diện là Tỵ Dậu Sửu là tam hợp. Tháng này được cục diện tam hợp nó tương trợ giúp đỡ, nên là các mối quan hệ nó cũng khá là hài hòa, tốt đẹp. Bên cạnh đó lại có lưu niên trường sinh nó nhập mệnh. Vậy nên là trong tháng này thì gia chủ sẽ may mắn, đấy, may mắn, sức khỏe thì ổn định hơn trong thời gian trước rất là nhiều. Nói chung ấy, cái tháng 4 âm lịch thì những gia chủ tuổi Ất Dậu không phải khổ tâm lo nghĩ về cái vấn đề trong cuộc sống tiền bạc. Con cháu thì ngoan ngoãn, biết nghe lời. Nhưng trong tháng này lại có lưu niên phục binh và thái tuế, đấy, nó chiếu mệnh. Nên là gia chủ cũng cần phải chú ý về đồ đạc kẻo gây mất trộm mất cắp. Đầu tư vào đâu thì cũng phải tìm hiểu kỹ càng, kẻo lại gặp lừa đảo, dẫn đến chuyện là tiền mất tật mang. Đấy. Vậy nên là gì? Trong thời gian này thì nói chung ấy, sức khỏe nó cũng tốt hơn. Sức khỏe tốt hơn. Nhưng mà quý vị cần phải chú ý về các vấn đề các mối quan hệ. Đó. Đây cũng là một cái tháng tốt nhá. Tốt. Đó. Tiếp theo chúng ta xem tháng 5 là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ ấy, thì chúng ta có gì? Ngọ Hỏa gặp
Dậu Kim. Hơn nữa Ngọ gặp Dậu lại là cục diện là gì? Cục diện tương phá. Tương phá. Vậy nên là trong cái tháng này nó cũng gặp nhiều cái trắc trở khó khăn đấy. À, thêm nữa lại gì? Được gặp cái lưu niên mộc dục. À, lưu niên mộc dục lại thêm có cái thiếu dương chiếu mệnh, nên là nó cũng sẽ hóa giải phần nào. Báo hiệu trong tháng này thì những người tuổi Ất Dậu nữ mạng ấy sẽ nhận được nhiều cái phúc đức, gia đạo thì an vui. À, có thể đón hỷ sự trong gia đình như là thêm thành viên mới, hay là có chuyện cưới xin trong nhà, hoặc là gì, à, con cái làm ăn thì lại gặp được nhiều cái phúc lộc đấy. À, tuy nhiên vẫn có lúc xảy ra những khúc mắc, à, đôi khi thiếu đi cái hòa khí khi mà các thành viên trong gia đình ấy đấy, không tìm được cái tiếng nói chung. Lúc này thì những gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng nên đứng ra điều hòa và phân xử hợp lý, không nên mặc kệ kẻo lại gì hạnh phúc gia đình nó bị tan vỡ. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại gặp cái đại hao là ăn ngữ. Vậy nên nó cũng cho thấy cái sự hao hụt về tài chính của bản mệnh đấy. À, có thể là do là gì, quý vị đầu tư bị thua lỗ, cũng có thể là do là làm ăn thì bị gì thất bát, hoặc là gì, à, tốn tiền bạc để điều trị bệnh tật đấy. Vậy nên là gì, quý vị cần phải lưu ý nhá về sức khỏe của mình đó. Tiếp đến chúng ta xem tháng 6 là tháng Quý Mùi. À, trong tháng Quý Mùi này thì chúng ta có Mùi Thổ sinh cho Dậu Kim, nó được cục diện tương sinh, nhưng mà nó lại gặp cái ông Tăng Môn và cái ông Bệnh Phù đấy. Tăng Môn nó chủ về cái chuyện là đau buồn đấy, đấy lại thêm cái ông Bệnh Phù nó chủ về chuyện bệnh tật. Nhưng bên cạnh đó lại có lưu niên Quan Đới nó nhập mệnh, nó chủ về cái hỷ sự và phú quý. Ở cái tuổi này thì những người tuổi Ất Dậu nữ mệnh ấy có thể an tâm hưởng phúc và sống quây quần bên gia đình, giúp đỡ và trông nom con cái đấy. Tuy nhiên trong cái tháng này thì quý vị cũng cần phải lưu tâm đến sức khỏe của mình bởi cái sự xuất hiện của Bệnh Phù và cái lưu niên Tăng Môn. À, có thể là sẽ trong tháng này sẽ bị bệnh rất nặng đấy, rất nặng. Vậy nên quý vị cần phải chú ý về sức khỏe, không được chủ quan, không được coi thường. Đấy. Nếu thấy dấu hiệu bất thường ở trong cơ thể thì cũng nên đi khám ngay. Kẻo nặng quá thì lại gì, dễ trở nên những cái biến chứng khó có thể chữa trị được. À, quý vị cũng nên cẩn thận trong việc đi lại, tham gia giao thông, tránh những cái tai nạn, những sơ sẩy không đáng có. Đó. Nói chung trong tháng này thì quý vị chú ý về vấn đề sức khỏe nhé. Sức khỏe. Còn tháng này thì các mối quan hệ thì nó cũng khá là tốt đấy. À, tiếp theo chúng ta xem tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch nó là tháng Giáp Thân. Chúng ta cùng diện là Thân Dậu Tuất là Tam Hội. Nói chung trong tháng này thì các mối quan hệ khá là hài hòa, tốt đẹp. Nhưng mà trong tháng này lại có lưu niên Lâm Quan nó nhập mệnh. Đó. Cái lưu niên Lâm Quan nó cho thấy là trong tháng này thì quý vị duy trì được cái năng lượng tích cực trên mọi khía cạnh. Lại có thêm cái ông Hỷ Thần và Thiếu Âm Thiên Việt nó chiếu mệnh nữa. Nên là trong thời gian này quý vị có được nhiều cái sự tích cực, càng vui vẻ thì lại càng có nhiều cái tài lộc, gia đạo lại càng yên ấm. Con cháu thì ngoan ngoãn giỏi giang, cũng mang lại cái niềm vui và cái niềm tự hào cho những người tuổi Ất Dậu nữ mạng. Gia chủ cũng nên chủ động chia sẻ tâm sự với những người thân để gì có một cái tâm lý thoải mái hơn, hoặc là giao lưu với bạn bè đồng trang lứa, tham gia vào những câu lạc bộ của người cao tuổi ấy, để gì có được cái sự giao lưu kết nối và có được cái môi trường hoạt động để gì giúp cho cái tinh thần nó được phấn chấn hơn, vui vẻ hơn. Đồng thời nó cũng sẽ giúp cho gì tăng cường cái sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Đó. Đó là cái tháng 7. Tiếp theo là tháng 8 là tháng Ất Dậu. Trong tháng 8 Ất Dậu ấy, thì có cái lưu niên Đế Vượng nó nhập mệnh. Đế Vượng nhập mệnh. Vậy nên là trong thời gian này ấy, thì nó sẽ xảy ra nhiều cái trắc trở. Hơn nữa lại có ông Quan Phù với ông Phi Liêm này. Đấy. Nó xảy ra những cái tranh chấp, đấy, những cái đấu tố liên quan đến giấy tờ. À, gia chủ cũng cần phải gì hết sức thận trọng trong việc ký kết hợp đồng. Hoặc là gì, nếu có của ăn của đẻ, có của cải, có đất đai chia cho con cháu ấy, thì cũng nên cẩn thận nhé, cẩn thận. Kẻo sinh ra những chuyện tranh cãi. À, không những là gì nó không suôn sẻ mà lại xảy ra nhiều khúc mắc, đặc biệt là những nhà mà có nhiều anh em con gái đó. À, nói chung ấy, tháng này cũng là một cái tháng mà ảnh hưởng lớn của cái sao thủy diệu nó xấu vào tháng 4 và tháng 8. Nên là quý vị cũng cần phải hết sức lưu tâm, tránh những chuyện thị phi tai ách khẩu thiệt trong thời gian này. À, quý vị nên gì nên kìm hãm một chút đấy, kiềm chế cái cảm xúc của mình một chút, đừng có gì hành động theo cái cảm xúc mà lại gì dẫn đến hỏng việc nhá. Tiếp đến chúng ta xếp tháng 9 là cái tháng Bính Tuất. Tháng Bính Tuất chúng ta có Dậu gặp Tuất là cục diện là lục hại. Nó lục hại đúng không ạ? Vậy nên là gì? Nó sẽ gặp nhiều cái khó khăn, nhiều cái trắc trở. Hơn nữa, lại có lưu niên suy nó nhập mệnh. Lưu niên suy nhập mệnh. Lại có thêm cả cái ông Tử Phù nó đến nữa. Vậy nên là gì? Nó sẽ ảnh hưởng xấu cái vận trình đi xuống. Những người tuổi Ất Dậu nữ mệnh cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, đặc biệt là khi đối diện với những cái biến cố trong cuộc sống. Những người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều đấy, bởi mọi chuyện thì đâu sẽ có đó. Người cao tuổi thì thường gặp phải vấn đề về tim mạch, huyết áp và hệ thần kinh. Quý vị cần phải rèn luyện sức khỏe của mình một cách hợp lý, không nên làm việc quá sức
Đó. À, bên cạnh đó thì lại có cái sao Tấu Thư thì nó cũng báo hiệu là có một vài cái tin vui nó kéo đến. Đấy. Vậy nên quý vị cũng không cần phải quá lo lắng nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 10 âm lịch là tháng Đinh Hợi. Tháng Đinh Hợi, chúng ta có Dậu Kim gặp Hợi Thủy, Kim Thủy tương sinh nhưng nó lại là gì? Là sinh xuất. Vậy nên là gì? À, trong thời gian này những người tuổi Ất Dậu cũng khá là mệt mỏi. Lại thêm gì? À, Nguyệt lệnh nó lâm vào đất bệnh nữa. Nguyệt lệnh lâm đất bệnh nên là có thêm cái liên quan tuế phá nữa, vừa bệnh vừa tuế phá. Nên là nó có nhiều cái hung tinh nó kéo đến. Vì vậy mà nó báo hiệu tình hình sức khỏe của những người tuổi Ất Dậu nữ mệnh trong thời gian này nó cũng không được như trước nữa. À, gia chủ thường xuyên đau ốm và kém ăn, kém ngủ, thiếu thời gian nghỉ ngơi khiến cho cơ thể bị gì? Suy nhược. À, nhiều vấn đề nó xảy ra trong cuộc sống cũng sẽ gây ảnh hưởng xấu đến cái sức khỏe của gia chủ. Và để hạn chế cái điều này thì những người tuổi Ất Dậu cần phải có luyện tập cho mình một cái thói quen buông bỏ những gánh nặng, đừng có để cảm xúc nó chi phối cái hành động của mình. Khi mà gặp vấn đề thì gia chủ có thể nhờ đến sự giúp đỡ của những người thân, sự chia sẻ của con cái hoặc là gì, những cái người bạn của mình. Không nên ôm đồm mọi thứ vào lòng, kẻo lại gì, gặp những chuyện không hay. Đó. Nói chung ấy, những người tuổi Ất Dậu thì cần lưu ý chủ yếu về sức khỏe của mình nhé. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 11 âm lịch, nó là tháng Mậu Tý. Tháng Mậu Tý chúng ta có Tý gặp Dậu là cục diện tương hình. Vậy nên là trong tháng này ấy, thì nó cũng gì gặp nhiều cái khó khăn trắc trở đấy. Sức khỏe thì đi xuống. Sức khỏe đi xuống và các mối quan hệ nó cũng gặp nhiều cái trắc trở. Thêm nữa, lại có lưu niên là một đất tử nữa, lưu niên tử nó nhập mệnh. Vậy nên khiến cho các phương diện của những người tuổi Ất Dậu gặp nhiều cái rắc rối không ngờ. Gia chủ có thể vì dồn nén cái tâm sự quá nhiều trong lòng mà sinh tâm bệnh, khiến cho gì sức khỏe bị sa sút. Cứ lo nghĩ làm gì, các bác thời gian này cứ thoải mái đi. Đó, không phải lo nghĩ quá nhiều. Cái việc gì khó thì cứ nói với con cháu. Đó. Nếu mà quý vị lo nghĩ quá nhiều thì dễ bị ốm đau bệnh tật. Gia chủ trong thời gian này cũng nên chú ý đến cái việc đi lại kiểu va vấp và thì sẽ bị ngã quỵ và rất có hại cho sức khỏe. Bên cạnh cái việc tích cực rèn luyện thể dục thể thao điều độ, suy nghĩ lạc quan thì quý vị cũng cần phải ăn uống no đủ đầy chất dinh dưỡng. Quý vị có thể gì tăng cường cái chuyện là gì tu dưỡng sức khỏe, tu nhân tích đức siêng năng, chú đáo làm việc lễ bái tổ tiên. Bên cạnh đó thì quý vị cũng nên đi đình đền miếu phủ chùa chiền để gì cầu bình an sức khỏe cho mình cũng như là mọi người trong gia đình. Trong tháng này thì cũng có lưu niên tiểu hao, vậy nên quý vị cũng cần phải chú ý nhé. Có thể là gì quý vị sẽ gặp phải là cái tiểu hao nó hao tốn về tiền bạc, đôi khi là do chữa bệnh hay là gì, do bị mất mát tiền bạc, do những cái chuyện là không cần thiết. Thêm nữa, trong thời gian này ấy, thì quý vị cũng may mắn là có cái sao Long Đức và cái Thiên Khôi. Long Đức và Thiên Khôi nó chiếu mệnh, vậy nên là gì, nó cũng sẽ đem lại cho những người tuổi Ất Dậu nữ mạng một cái tinh thần khá là lạc quan phấn chấn để giải quyết những cái khó khăn trong thời điểm hiện tại. Nên là quý vị cũng không cần phải lo lắng quá nhiều nhé, không lo lắng quá nhiều. Vẫn luôn có quý nhân bên cạnh, để Thiên Khôi là gì? Là Dương Quý Nhân. Đó. Còn Long Đức thì là một cái sao tốt, nó chủ về cái sự may mắn, đấy, chủ về cái sự sáng sủa. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 12 âm lịch là tháng Kỷ Sửu. Thì đây là tháng cận Tết, đó, nhiều việc nó phải lo toan. Nhưng mà quý vị cũng không nên suy nghĩ quá nhiều. Đó. Việc gì khó thì cứ để cho con cháu lo. Trong tháng này thì nó có lưu niên là một đất mộ, lại thêm gì? Lại có thêm cái hung tinh bạch hổ hung tinh. Và cái gì? Cái bạch hổ hung tinh này nó cũng sẽ báo hiệu trong cái tháng này thì cái vận thế nó cũng không tốt với những người tuổi Ất Dậu. Bản mệnh đã là người có tuổi, sức khỏe đôi khi sẽ xuất hiện một vài cái vấn đề nó bất ổn. Ví dụ như là nhức mỏi xương khớp này, chức năng gan thận nó cũng bị suy giảm, đôi khi ấy, thì ăn uống nó cũng khó. Vậy nên trong thời gian này quý vị cần phải có một cái thái độ lạc quan khi mà đối diện với những vấn đề này, đồng thời cũng phải chú ý rèn luyện sức khỏe, tăng cường cái sức đề kháng, tránh vận động quá sức khiến cho cơ thể bị mệt mỏi. Nhưng mà may mắn trong tháng này vẫn còn có sao Thanh Long nó chiếu mệnh, vậy nên ấy trong thời gian này thì quý vị cũng sẽ có được cái cát tinh nó tương trợ giúp đỡ, nên là những cái khó khăn nó cũng bớt đi được phần nào với những người tuổi Ất Dậu nữ mạng. Thêm nữa lại được có cục diện tam hợp là Tị Dậu Sửu nó tương trợ nó giúp đỡ, nên là cái tháng này cũng là một cái tháng tốt nhé, tháng tốt đấy quý vị. Nói chung ấy thì cũng cần phải lưu ý về sức khỏe của mình thôi, còn các mối quan hệ và cái vấn đề tiền bạc thì quý vị không phải lo đấy. Nó vẫn có gì, có được những cái tín hiệu đáng mừng như có thiên tài này chiếu mệnh, cũng như là gì, có được sao Thanh Long nó hỗ trợ nữa. Đó là toàn bộ về cái vận trình tử vi chi tiết trong năm 2025 tâm Ất Tỵ của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng.
Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về vận trình chi tiết của những người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong 12 tháng của năm 2025 năm Ất Tỵ. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị và các bạn nắm bắt được cái vận thế của mình, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc cũng như là trong cuộc sống, để quý vị có một năm bình yên may mắn, tài lộc dồi dào, hóa giải được những vận hạn xung sát thị phi và tăng cường cái may mắn tài lộc cho mình. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.